Chỉ tính riêng trong tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 324 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người và bị thương 242 người. Tình hình diễn biến phức tạp ngay từ quý 1, nhất là số người chết. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ông Nguyễn Thành Phong đã phải tổ chức cuộc họp với chủ tịch các quận huyện và những lãnh đạo đầu ngành. Trên thực tế, theo thống kê từ ngành công an, có nhiều nguyên nhân gây tai nạn giao thông như là số người dân thực tế đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên đến 12 triệu dân. Điều này vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng thành phố. Thêm vào đó, ý thức người dân tham gia giao thông ở thành phố lại càng có dấu hiệu xuống cấp. 80% vụ tai nạn liên quan tới ý thức. Chuyện đi ngược chiều, đi hẳn qua phần đường dù có giải phân cách cứng như ở đoạn Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu giờ cao điểm, ngày nào cũng diễn ra. Nhưng không có sự điều tiết của lực lượng chức năng càng khiến giao thông trở nên hỗn loạn hơn. Quan trọng nhất là phải tuyên truyền cho thật nhiều mới được và phải phạt thật nặng. Cái quan trọng là phải chế tài là phải phạt thật nặng mới được. Chứ còn nói không thì không ăn thua đâu. Giống như nước rượu rồi vịt gì đó, họ có ngầm nhòi vậy đó. Vì cái này nó đụng giảm tới cái quyền lợi mạng sống của con người mà. Có người chạy ẩu thì đâu có sợ gì đâu. Cái người đụng xe bị đụng mới sợ. Hiện tại, tần suất phương tiện lưu thông ở các con đường của thành phố tăng rất cao. Trong 6 tháng đầu năm 2016, số ô tô như đầu kéo, xe tải tăng lên 180 chiếc một ngày, có ngày lên đến 250 chiếc. Thêm vào đó, việc các quận huyện chưa quản lý tốt phần đường mà mình được giao chiếm đến 51% diện tích đường, đặc biệt là các vỉa hè, đã làm cho việc lưu thông trên các tuyến đường trở nên khó khăn hơn, nguy hiểm hơn. Hiện tượng lưu thông trên lề đường của người đi bộ, phóng nhanh, vượt ẩu khi không có sự hiện diện của lực lượng chức năng, camera giám sát trở nên ngày một phổ biến. Đây cũng chính là lý do khiến cho tai nạn giao thông đang có dấu hiệu gia tăng không ngừng. Theo đánh giá của ngành công an, mặc dù việc tuyên truyền vận động đã được thực hiện, nhưng dường như vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Ngồi trên ô tô hoặc ngồi bên đâu đó, thậm chí không, đang đi như thế này, muốn quật ngang thì quật, muốn quật nữa thì quật, không thể xử lý kịp, mà cố tình, không ai không biết đi vào đường cấm là vi phạm, nhưng vẫn đi. Không ai không biết là vượt đèn đỏ, mà thậm chí con ấy, nó bảo ba ơi về đèn đỏ, mà cứ bảo ba vẫn chạy, có những trường hợp như thế thậm chí. Thông qua trong camera này thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ rất là chuẩn mực và khoa học trong việc mà xử lý các vi phạm hành chính. Do đó thì đề xuất nếu được thì khẩn trương trong từ đây đến tháng 8 thì cần được thiết thì thí điểm ít nhất là khoảng 5 đến 10 khu vực, khoảng 70 camera trước mắt ở khu vực cửa ngõ. Và kể cả một số khu vực trọng tâm của nội ô bình của thành phố, nó sẽ cảnh báo rất tốt đối với người dân, sẽ phát huy tốt hơn cái tình giao thông thành phố. Theo nhận định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, cần xác định trách nhiệm đầu tiên trong việc để diễn ra tình trạng trật tự giao thông diễn biến phức tạp, tính mạng người dân bị nguy hiểm thuộc về những người đứng đầu quận huyện và thành phố. Hôm nay đó, hôm nay tôi mong rằng là các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân của các quận huyện đến để tôi muốn các đồng chí xác định được cái trách nhiệm của chúng ta với tư cách là trưởng ban an toàn giao thông các quận huyện. Và tôi cũng mong muốn là các đồng chí thể hiện cái quyết tâm để làm sao chúng ta triển khai các giải pháp một cách có hiệu quả để kéo giảm tình hình giao thông, không thể để như thế này được. Nhưng mà tôi tiếc rằng cũng hôm nay có một số các đồng chí không quan tâm đến cái này, vấn đề này nhiều lắm. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng rất là buồn khi các đồng chí chủ tịch xem cái việc này là cái việc là nó giống như những công việc thông thường hết mà không thấy được là 396 người chết vì tai nạn giao thông đó. Nó là một cái trong quản lý chúng ta đó rất nhức nhối. Trách nhiệm chúng ta là quản lý cái thành phố này mà để tình hình như vậy đó thì là khổ tâm chứ. Với tư cách người đứng đầu thành phố, đứng đầu ban an toàn giao thông thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong cũng xin lỗi người dân thành phố như một cách biểu hiện sự quyết tâm của mình trong việc điều hành cho thời gian sắp tới. Thì trước hết là để xảy ra cái tình trạng giao thông như thế này đó, có phần trách nhiệm của tôi với tư cách là trưởng ban an toàn giao thông thành phố. Và tôi xin nhận lấy cái trách nhiệm đó trước đảng bộ và trước nhân dân thành phố về việc đó. Theo những ý kiến đóng góp, trong thời gian tới,
Thành phố Hồ Chí Minh ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền còn quyết liệt hơn nữa trong việc lắp đặt các thiết bị giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông. Trong đó tập trung triển khai Nghị định 46/2016, Nghị định 132/2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông. Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Lomberg vì an toàn giao thông toàn cầu giai đoạn 2015-2019. Hy vọng với quyết tâm từ những người đứng đầu thành phố, cùng với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, trật tự an toàn giao thông của thành phố sẽ tốt lên, đúng như nghị quyết đề ra. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đáng sống.